Các bác ạ, mình gặp người dân đầu tiên, bà đang cõng cháu hay sao ấy thì ba mình bản trên này à? Ba ở bản trên này à? Không, bản trên này có bản trên này đúng không ạ? Nhà bà trên này à? À trên này. Bây giờ là đi đậu đi ruộng hết rồi à, bà? Có ai trên trên bản không? Thế trên đấy là bản mình tên là gì đấy ạ? Dạ. Không, bản này tên là gì ấy? Bản. À, Tùng, bản này là bản Tùng Chỉn 2. À, bản mình là người người Dao à? Bà là người Dao gì đấy hả bà? Không, mình là người Dao Hoa hay người Dao gì ấy? Không ạ, à, cháu đi chơi thôi, cháu vào thấy bản mình ở trên cao nhìn đẹp quá cháu lên chơi. Vâng, thế bà đang chăn trâu à? À rồi, cháu. Ô, gà lúa hết rồi á? À? Thế cháu. Vâng, thế cháu thì lên xem nhá. Vâng. Các bác hoàn toàn phải đi số 1 nhá. Hơi tối một tí đây, số 1 đây, nó đang báo số 1. Đây cái dốc rất là cao. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và các bác ạ, mình đang ở trên trời. Đang trêu gì thôi. Nhưng mà các bác có thấy cái mấy cái con đường bên kia không? Đây, quả đồi bên kia kìa. Đây, cái đường kìa. Mấy cái đường. Bên đây cũng đường nhựa. Vừa lúc nãy là mình đứng ở cái điểm nào nhỉ? Đây, đây, cái điểm này. Thì mình nhìn sang bên này là mình thấy có một cái bản rất là cao. Và có một cái đường duy nhất là đường độc đạo vào trên này thôi. Và các bạn hoàn toàn là đi vào số 1 nhá. Trên này xe máy phải đi từ dưới lên số 1. Và mình thử đây, cái đường này. Nhưng mà giả sử mà nếu mà không có cái đường này thì các bác không biết là nếu mà mỗi cái đường đất thì không biết sẽ đi như nào, lên kiểu gì. Đây, nếu nhìn từ bên kia kìa, mình ở bên kia nhìn sang thì mình lại phải vòng xuống dưới kia, xuống tít dưới này này. Đây, tít dưới này có một cái cầu ngay dưới mình, chỗ mình chỉ tay này đấy, có một cái cầu bắc ngang qua, là một cái, có một cái con đường len theo men theo những cái ruộng bậc thang, những cây quả núi ấy, lên đến tít trên này. Đây, mình thấy các bác thấy không, chỗ mình đứng ấy gần như là nhìn được ngang bằng với những quả núi bên kia rồi. Đây đúng là cái bản mây rồi đấy, rất là cao. Đây các bác, cái xa xa bên kia cái thấy cái dòng sông kia, sông Hồng đấy, bên kia là Trung Quốc. Đây, hiện tại mình là đến cái đầu ngõ đường vào bản. Bản này chưa biết tên đâu, mình không biết tên, cũng không biết là bản này thì là tên là gì này. Mới gặp một bác ở dưới là mình biết là cái bản này là bản người Dao rồi. Đây, cái những cái nhà trong cái ẩn trong rừng ấy, cái này mà mọi người nhìn, nếu mà nhìn từ dưới lên sẽ không thấy những cái nhà đâu, bởi vì rất nhiều cây cối nó gần như là nó che hết cái mái nhà rồi. Mình thì nhìn từ bên kia, đứng ở bên kia gần như ngang bằng là mình thấy lấp ló những cái nhà này thôi. Đây, cái lối vào bản đây, cái bờ rào rất là đẹp. Đây có một cái ngôi nhà. Nói chung cái ngôi nhà này là gần như là đẹp nhất ở đây đấy, nhưng mà lại bỏ hoang rồi. Chắc là trường học các bác nhỉ. Đây, phía này có một ngôi nhà chỉnh tường này. Nhà này cũng rất đẹp.
Rồi, không biết là có ai ở nhà không. Tầm này trên này thì đang vào mùa gặt các bác ạ. Nhìn rất là đẹp nhá, với cái mái, với mây bay này, cái nhà màu vàng nữa, rất là ấn tượng. Chắc là không ai ở nhà đâu, nên mình sẽ thử vào đây. À, cái này là một cái bậc thềm gì đó các bác. Nhà này rất nhiều củi luôn. Bà này rất im lìm. Cô ơi, cô ơi, không thấy ai ở nhà các bạn. Cô ơi, mình thì tiếp cận xem. Ui dồi, rất nhiều, rất nhiều củi đây. Củi họ làm cái nhà cũng rất là chắc chắn này, có lợp bồ lô này. Đây có xe ở nhà nhưng mà không có ai các bạn. Đây rất nhiều xe ở nhà. Cô ơi, chắc là không ai ở nhà đâu. Thôi các bác, nhà này không ai ở nhà. Đóng cửa họ đi làm rồi. So với cái địa hình ấy các bác, ở trên này cao ấy. Cái nhà ở đây nó cũng làm thấp này, tường này. Nó chỉ rơi vào tầm 3 mét thôi, cái bức tường này. Ngôi nhà cũng thấp. Nhìn nó kiểu đây, như chỗ này là đây, các bác nhìn thấy bờ rào với cái mái nhà không? Xạ gần gần như là bằng nhau thôi, cao hơn một hơn mét, mét rưỡi gì đấy, từ mặt đất lên nó thấp. Đây trên này bờ rào đều là bờ rào nứa hết các bác ạ. Bản rất là im lìm. À, mình thấy có người đây rồi. Em chào anh nhá. Mình đang hơi thóc hả anh? À, nhà anh đây à? Xong ruộng cho anh. À, gặt xong rồi à? À, anh ơi cho em hỏi chút, cái bản mình là bản tên là gì đấy ạ? Tùng thôn Tùng Chìn Hai. Tùng Chìn Hai à? À, mình là người Dao đúng không? À, đây rồi các bạn, gặp những người khách đầu tiên. À, em thì đi từ dưới bên kia nhìn sang ấy, đang định sang y tí, thấy cái bản của mình xa quá. Gần như là bản này là cao nhất rồi anh nhỉ? Có mỗi một cái đường đi. Đây là đến đây hết đường đấy rồi. À, đây là đường cụt rồi đúng không ạ? Đây các bạn, trên này là đường cụt rồi. Gần như là bản này đi làm hết rồi anh nhỉ? Ôi, đi làm sao? Có mỗi mình ở nhà. Tối qua kia sạt ác lắm rồi. À, trên này mưa ạ. Ui, mưa to. À, nương cái gì sạt hết rồi. À, mình cái này là lúa nương, à lúa cái này lúa ruộng đấy chứ ạ. Mình có làm nương không? Nương thì ngô thôi. Ngô với thảo quả. Vâng. Đi đường này lên nào anh. Ôi, đây thảo quả tít ở trên kia. À, cà đó. Cái này nhà nào cũng cái bếp củi rất là à, cái kho củi rất là to anh nhỉ? Vâng. Cái này là lấy về củi khó lấy lắm, xong là cứ để thôi, ủ rồi. À, để trong mùa đông à? Vâng. Vì trên này lạnh nhỉ? Lạnh lắm. Nhà mình nuôi được nhiều lợn không anh? Mấy con đấy thôi. À, mấy con à? Đấy quá. Mình thấy là cái bê tông ấy, ngoài cái con đường bằng bê tông ra thì chỗ này nhà người dân ở đây đều là gỗ anh nhỉ? Vâng. Dùng gỗ hết. Đấy, cái sạt dưới đấy là sạt vào ruộng hết rồi đấy. À, cái chỗ dưới này đấy ạ. Vâng. À, cái đầu điểm vào các bạn. Đây, cái ngõ ngay dưới này này. Thế là trẻ con đi học ở tận đâu à anh, dưới kia à? Ôi. Thế là độ chiều phải đi đón à? Đúng rồi. Sáng cứ đi chiều phải đi để đón về đâu. À. Em vào thăm nhà mình một tí được không? Có mà. À, vâng.
Cái nhà mình thì vách thì cũng kiểu nhà trình tường nhỉ, cũng nhà đất. Nhưng mà chỗ cửa này thiết kế khác là dùng ván thôi. À đây rồi. Đây nhà của mình đây. Anh mình là người giao gì đấy anh? Giao đỏ. Giao đỏ à? Đấy, mùa vụ nên là cũng chả có ai ở nhà đâu nên hơi bừa bộn. Ngô không mang được về, còn tí nó sạt là ngô hết rồi. À ngô này cũng tí nó sạt ạ. Vâng, nó ngô dễ này. À, đây phòng này là rất là rộng. Đây là còn một phòng ngủ nữa anh ở trong này. Vâng. Thế mọi năm là mình được bao nhiêu bao? Bao thóc ấy? Đây được 35 bao thôi. Ủa 35 bao là nhiều đấy. So với vùng cao, so với bên dưới là rất là nhiều. Đây là trên này là mình để gì đấy ạ? Gác là để thợ. À để ngô thôi đúng không? Không ngủ trên đấy đâu đúng không? Ngủ dưới này. À, đây em cho em vào trong này nữa nhá. Đây, cứ đi vào. À, đây là một tiền thì hôm qua là cái sấm to quá là không biết hôm nay điện tập trời quá không có điện nữa rồi. À điện trên này cũng kém à? Ừ, tối hôm qua là sấm to. Đây có một cái chảo rất là to. Cái này thấy mà anh quay được. Cái nước của mình là nước đây, nước nguồn lấy từ trên đầu nguồn xuống luôn. Xà lắm. Vâng. Đây là tại nguồn nước thì khó khăn nhất là nước. Nói chung là ở trên này thì nó cũng nhiều thứ, có tủ lạnh rồi, có nồi cơm điện rồi, gọi là điện lên đến đây rồi nhỉ. Vâng. Đây. À đây là cái máy thái chuối à? Máy thái chuối này. Thế mình là nuôi cả bò trâu à anh? Không. Mình nuôi lợn không. À cái này chỗ này là bếp ga rồi. Còn bên này có bếp củi rất là rộng nữa này. Đây là một cái, mình chỉ làm cái tường đất là quanh quanh thôi đúng không? Đúng rồi. Còn cái bên mặt đằng trước là mình dùng ván á. À rồi. Còn bên trong thì dùng bằng ván lịa. Thế cái chỗ này là lên kiểu gì đấy? Thang đi vào. À lấy cái thang này, thang. Lấy cái thang này chuyển sang bên kia à? Vâng. À. Thế nhà mình có bao nhiêu người anh? Có 3 người thôi, mà con trai đi học rồi. Học lớp mấy rồi? Lớp 10. À lớp 10 rồi. Thế là học nội chú à? Học nội chú lớp 3, tỉnh lớp 3. À nội chú trên thành phố đấy. Vâng. Tháng về trong mấy lần, một lần thôi nhỉ? Ừ, vừa rồi đi này, bây giờ nó chuyển tít dưới nhà thi đấu dưới đấy, xa lắm, còn chưa về nữa. À học nội chú dưới nhà thi đấu à? Vâng. À, vâng. Nhìn cái này là bao thóc đúng không? Vâng, bao thóc. Vâng. Thế là chị đi ruộng à? Đi chăn trâu gì. À chắc là ngồi ở bên mé bên dưới vách này. Không, bên dưới đấy là cửa họ đó. À à. Chỗ nhà. Vâng. Bên mình là trên này là người Dao còn dưới kia là người Mông đúng không? Cũng có mà mấy họ Mông thôi. À xong bên kia là người Hà Nhì. Vâng. Hà Nhì với người Mông. À vâng. Có Mán này, cũng có người Dao bên này. Vâng vâng. Bên kia là bên đảo Tùng Chìn Ba. Tùng Chìn Ba. Tùng Chìn nhỉ? Tùng Chị đấy. À chị nè. Tùng Chìn Ba. Vâng. Đây là Tùng Chìn Hai, Tùng Chìn Một bên kia. À vâng. Đây là phía ngoài. Đây mình để ý là nhà anh cũng kinh tế lắm. Nhiều, rất nhiều lợn này. Châu bò có, gà có. Nói chung là trên này nó cũng phát triển rồi nhỉ. Nhà nào cũng phải có, không có thì đến lúc còn sướng đi mua ăn rất vì khó đi ấy. Vâng, à đúng rồi. Nếu mà mua, cái đường này làm lâu chưa? Có biết là làm được mấy năm rồi. À, làm mình. Trước thì chắc vất vả đấy nhỉ. Ui, xưa vất vả lắm. Đây còn con xe Win đó, trước là chắc là về. Trước là toàn đi con những con Win xe côn này. Thế thôi, toàn đi xe này nó mới khỏe đi lên được dốc rồi. Vâng. Rồi em xin phép em đi ra quanh quanh làng tí anh nhé. Vâng, vâng. Đi như này mọi người biết tiếc cái gì không? Đi vào bán này, mình cảm giác tiếc là tiếc vì mình không làm cái YouTube này cách đây có thể 5-6 năm chẳng hạn. Sớm hơn một tí để mà những cái nơi như này này một vẫn còn rất là hoang sơ nhưng mà sẽ có gì đấy là một chút là không bị tác động của bên ngoài. Đây vẫn là những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là bình yên, mộc mạc.
Đấy, nhưng mà cái nhà xe rất là đẹp nha. Anh chào em nhá. Mỗi mình ở nhà thôi à? À, cho anh vào chơi được không? Đây con nhà này cũng rất là dài. Ờ, anh xin nhá. Con nhà mình đấy à? À thế là đi làm hết rồi à? Ôi dồi ôi, sợ sợ người ngoài. Anh đi chơi thôi mà, anh đi quay thôi mà. Cho các bé kẹo nhá. Đây, anh có cái túi này. Đây, cho hai bé luôn. Cho hai bé kẹo nhá. Em cầm lấy cái. À đây ngô nhà mình nhiều nhỉ. Mới lấy về em. À trên rừng cũng có à? Em tên là gì đấy? Em tên là Mẩy thôi ạ. Em tên là Mẩy à? Em nói tiếng phổ thông tốt nhỉ? Trước em đi học hết lớp 12 rồi à? Không ạ, lớp 9 thôi. À lớp 9. Lấy chồng là chắc được 4 5 năm rồi nhỉ? Được 3 năm rồi. 3 năm, em sinh năm bao nhiêu? 202. 202 à? À anh hỏi chút, cái này có phải sinh đôi không? Vâng. À một trai một gái hay hai đứa con gái. Hai đứa con gái à? À các bác ạ, sinh đôi. Em Mẩy này 2002 là sinh đôi. Thế chồng sinh năm bao nhiêu? 99 ạ. À 99 ạ. Thế là đi làm à hay đi học? Đi sửa nước. À, đi sửa nước cho này à? À tí nữa về nhỉ. Đây chồng chắc là chồng rất yêu xe này nhá. Yêu xe phân khối khối lớn. Không có chỗ để. Không có chỗ để à? Thế nhà mình có bị ảnh hưởng vì bão không? Không ạ. Không à. Đây ngô đây các bạn. Cái này củi này em đi lấy à? Vâng. Nhiều giỏi nhỉ. Lấy được nhiều thật. À, mỗi năm lấy một lần. Kiểu đây rừng người ta cấm hết rồi, mỗi năm mở một lần. À mình cũng cứng cấm rừng là mỗi năm một lần. Vâng. Là mình có cúng rừng không? Có cúng nhưng mà rừng ở đây họ cấm hết rồi, mỗi năm chỉ mở một lần để mà hái củi thôi. À rồi. Thế là hai vợ chồng ở riêng à? Ở chung bố mẹ. Thế là dự định lớn, hai đứa này lớn nó đi làm không? Chắc có chứ nhỉ? Em cũng không biết. Bé, hai bé tên là gì? Kỳ Duyên, Kỳ An ạ. À, Kỳ Duyên, Kỳ An. Tên rất là đẹp các bác. Anh vào trong nhà tí được không? Ừ. À, nhưng mà con chó to quá. Không biết cắn người đâu. Chó gì không biết cắn người. Ra à, nó ra rồi à? Dạ. Rồi, anh vào tí. Bao nhiêu? 15, 16. Ủa, 15, 16 tuổi à? À, nhà này rất là rộng này, không chia phòng đâu nhỉ? Có điện không? Không sao đâu, nhà trẻ con không sao đâu. À, nhà em Bảy này thì rất là rộng đấy các bác. Đúng rồi, anh vừa sang nhà chú kia là bảo mất điện rồi. Đây là bếp của mình trong này à? Rộng nhỉ, anh vào tí nhá. Không sao, nhà có trẻ con không sao. À đây các bác. Ôi dồi, cái bếp rất là rộng nhá. Ôi giời. Trước là em đi học ngoài thành phố á hay học ở dưới huyện này? Em học ở trên Y Tý. À học tận Y Tý à? Với cả chồng nữa. Quê em ở Y Tý mà. À em ở Y Tý. Xuống đây lấy chồng. À thế hai. Hai vợ chồng là gặp nhau là lấy chồng ở Trịnh Tường luôn. À. Nhà mình là nhà đầu à, nhà trên cùng chứ nhỉ? Vẫn còn mấy nhà nữa đúng không? Ở trên kia là vẫn còn nhiều nhà. À. Nhưng mà thưa lắm. Ờ đúng rồi, anh thấy cũng thấy hơi thưa thưa luôn đấy. Anh nhìn lên là thấy thưa. Chỗ này thì có nhiều nhà gần, còn bên trên kia thì thưa. À. Nhà thưa. Thế thóc nhà mình đâu? Thóc ạ? À? Không phải phơi à? Thóc còn để trên dưới lán hết rồi. À cái mọi thứ ngô thóc là trên lán. Lúc nào ngô ăn thì lại. Ngô là trên lán, còn thóc là dưới kia. Ờ. À. Kiểu ở dưới ruộng. Có nhà riêng ở ruộng à? Có nhà kho à? Không có nhà đâu, chỉ có lán thôi. À cái để lại lán gì? Ừ. Lúc nào muốn sát là xuống lấy xong lại đi sát à? Dạ. À. Ở trên này cũng có ruộng nhưng mà năm nay không làm nữa. À. Đây các bác nhìn chỗ này mới rất là đẹp này, toàn mây này.
Có sân bay à? Vâng. Sân bay ở đâu? Ở chỗ Phìn Hồ ấy. Có sân bay á? Vâng. Xưa rồi hay bây giờ anh lên có thấy sân bay không? Thì chỗ đấy rộng mà, rộng gọi là sân bay nhưng mà chỉ biết chỗ nào là sân bay. À, gọi là rộng gọi là sân bay gì? Vâng. À. Bằng bằng ấy. Rồi, anh cảm ơn nhá. Mình lại đi tiếp đi vòng vòng nữa đâu nhỉ? Hướng nào mới có nhiều nhà em? Đây à? À, rồi anh thế anh vòng bên dưới này. Đây các bạn, rừng trên này. Đây là đi vào rừng còn hai nhà nữa. Em mẩy vào là còn hai nhà nữa. Chuyện này là cấm rừng này. Cấm rừng thì rừng rất là, mình mới thấy là rừng rất là, rừng rất là tốt này. Rất là nhiều cây, không bị phá đâu. Đây mà ngôi nhà nữa. Thời tiết trên này rất là nóng. À, các bác thấy chỗ này quay nguyên một vườn chuối không? Mà chuối này chắc là chuối rừng thôi. Rất là cao này. Trên này mình thấy nghe thấy đang là trẻ củi hay làm cái gì ấy. Có người ở nhà rồi, đây các bác nghe thấy không? Trời, thời tiết rất là nắng. Cô ạ, đang làm gì đấy cô? À, làm vườn à? À, mình đang làm cái hàng rào à? À, một mình cô ở nhà thôi à? Cháu đi chơi thôi. Ờ, đi xem bản mình. Cháu đi một mình thôi. Kìa, cháu đứng bên kia, cháu nhìn sang thấy bản mình đẹp quá. Thế cái cây bầu này lấy ở tận đâu ạ? À? À, trên ngay trên này à? Phải đi kéo bằng tay à? Đi kéo bằng tay chứ. Ồ. Thế sao bảo có trên này có cấm rừng không? Rừng cấm mà, cấm cái này, lấy cái này lấy được. À, những cái nào? Không cho lấy thôi. À, lấy củi không lấy được. Ừ, lấy củi không lấy được. À, làm cái này là làm được. Làm được. Cái này là phục vụ cho nhà mình nhỉ? Ừ. Ai không lấy chứ, không lấy thì thế nào làm được ăn? À, vâng. Cấm mà cấm không cho con trâu ăn, không cho cái gì ăn. Đúng rồi. Ừ. Cái trang phục của mình là Tết mình mới mặc rồi cô. Hả? Cái quần áo của mình ấy, quần áo dân tộc mình ấy, mặc Tết mới mặc à? Đến Tết mà mới giờ thì nó quá thì làm thì không mặc được. À. Mới giờ thì cái đi bỏ đi lâu quá thì ăn Tết đi ăn Tết là ăn cưới là đến Tết là mặc. À. Mới giờ không mặc được đó. Thế con nhà mình đâu hết rồi? Con thì ở riêng ở dưới chi lán à. À, thế là mình ở một mình à? Không phải đâu, ông đi làm rồi. Ông đi làm à? Thế là hai vợ chồng ở cùng nhau. Thì cái này vườn mình có gì đây? Cái... Không có gì, có tí mía thôi. Cái này là cây gì mà? Cái này? Cây mùng à hay cây gì mà tím tím thế này? Ở đâu? Đây này. Cây này? À vâng, giống cây bon này này. Chứ cây bon này thì ăn được à? Ăn được à? Ừ, cây ăn. À, cây ăn được à? Ừ, cây ăn được. À, đu đủ này, mía này. Mía. Thế là mình làm xong mình mới trồng rau à? Ừ, mới đây trồng chỗ này đúng không? Bây giờ làm xong cái này thì lấy thuốc xuống cái này thuốc chạy cái này thì lấy chứ cỏ phun á? Ừ. Ô, độc lắm chứ? Độc lắm á? Độc lắm đấy, phun lên xong mình lại trồng rau là độc đấy. Thế là phát thôi nhỉ? Ờ, phát đi thôi. Phát đi quài thôi nhỉ? Vâng, phát xong là lấy cho nó khô xong là mình đốt đi thôi. Ừ. Chứ đừng có dùng trừ cỏ nó độc lắm, nó ngấm thùng đất đấy. Trừ cỏ này thì không dám dùng, nó dùng thì con gà không chết đấy. Đúng rồi, xong là mình trồng rau mình ăn vào nữa thì bệnh đấy. Ừ, có bệnh đấy nhỉ? Vâng.
Đúng rồi. Cái này là cây gì đấy, cây su su à? Hay... Su su. Ui, cây này rất là già rồi. Cây này già, già với mấy có đây. Bây giờ sắp có là già hoa rồi. À vâng. Ai ai chặt thì chặt thì có tiền đã chặt. Đây nhà cô còn rất rộng nữa. Nhìn như thế mà vào trong này rất rộng, một con lợn đang tắm nắng. Mình nuôi được một con à? Hai con, hai con ở rất yên lắm đi có. À kiểu là cái chuồng là mở mở như này là tối nó vào ngủ nhỉ? Đây vào ngủ chứ, à, ngày sáng là nó ra nó phơi nắng ở đây. Đây các bác còn cái kho củi nữa đây. Khiếp, kho củi nhiều thật. Không có củi nhiều đâu, bây giờ để con gái đi hết. Thế cái này là cái gì à? Cái treo này. Sa nhân đây. Sa nhân à? Ừ, sa nhân. À, sa nhân. Thế nhà mình có trồng thảo quả không? Nhà mình thảo quả thì trồng lâu rồi. Trồng lâu rồi à? Ừ, trồng lâu chứ không có. Trồng lâu và sạt vỏ. Không, bây giờ cũng không có giá đây. Bây giờ là rẻ đi rồi à? Hả? Bây giờ là rẻ à? Bây giờ rẻ rồi. À, vâng. Nhà mình có bị ảnh hưởng không? Hả? Hưởng nhiều, hưởng nhiều mà. À, cũng bị ruộng à? Ừ, cũng ruộng là ruộng là bị nhiều. Thế về mình làm ruộng xong mình làm nương này đúng không? Làm ruộng làm nương mà đây à? À. Đi đâu ạ? À? Đi làm vữa đấy. Đi làm vữa? Làm vữa không có cả lúa này. Theo nhau cả lúa bây giờ còn mưa rồi mà. Giờ đi lấy mà. À. Không biết cô đang đi bảo cái gì, đi ngả lúa à? À lúa, lúa gặt lúa gì? À rồi ạ. Làm xong thì mình mới đi gặt lúa. Làm xong rồi anh chiều xong đi. À rồi. Vâng. Vâng, thế cô làm nhá. Cháu đi ra ngoài đã. Cháu cảm ơn cô nhá. Vâng, hôm nào cháu lên. Tết cháu lên nhá. Vâng. Đây cô là kéo về được rất là nhiều. Cái này nữa, cái này có mấy nhà nữa. Mình đi nốt, chỗ này là đường đất rồi. Có thể là cách đây chục năm thì con đường vào bản nó sẽ như thế này đấy. Trời nắng quá. Đây một ngôi nhà này. Cái đường bê tông thì nó chỉ đi dọc thì cái trục chính thôi, còn trên này là không thấy đường rồi. Đây chỗ này là một nhà, hai nhà nữa, ba nhà nữa. Ở đây phía này là rừng rồi này, phía sâu này rừng này. Cái nhà này là em mấy bảo là cái nhà, hai cái nhà đầu cuối cùng ấy. Đây bên trong này là rừng rồi. Phía xa kia là nương, là nương. Cái nhà này chắc là chuẩn bị làm nhà mới. Đây đá rất là nhiều. Đá này là từ dưới suối lên đấy, vận chuyển đến tít trên này. Nó dốc rất là cao. Đây đều đi vắng hết. Đây nữa. Có một cái, có mấy sàn. Sàn này để phơi thóc, phơi lúa thôi. Đây. À cái nhà này, nhà này kiên cố này các bác này. Một cái nhà kiên cố. Nhà này có vẻ điều kiện kinh tế đấy. Rồi mình lại đường này nữa là mình vòng ra ngoài kia. Đây. Một cái bản rất là cao luôn. Tầm này thì người dân người ta đi ruộng hết rồi. Mỗi là nhà nào
người ta sẽ để những người ở nhà này, người ta phơi thóc phơi lúa hoặc là trông con ấy thì người ta còn ở nhà. Đây là chuồng lợn rồi. Rồi mình ra ngõ này nữa là đến cái nhà, đến cái cổng đầu tiên kia. Những cái xe mình để dưới này chỗ này. Ba mấy hộ. Con đường thì cũng quanh quanh bản thôi, cũng ngắn thôi. Mình đi một tí mà đã hết bản rồi. Anh em lên đây vừa mình mới lôi cái điện thoại ra, thật là bất ngờ. Thì trên này không có sóng các bác ạ, không có một vạch sóng nào. Bây giờ là hai anh em mình là nghe anh bảo là ra đây thì mới có sóng, ngay chỗ này bắt sóng nha. À đây đây có cái chỗ ngồi đây nhỉ, mọi khi là mọi người là hay ra đây ngồi à, ra chỗ này mới có sóng. À, để mình còn kết bạn Facebook, khi nào có dịp ấy mình lại lên đây gặp anh. Có cái lễ hội gì ấy nhỉ anh nhỉ? Này thì duy nhất ở điểm này mình có sóng anh. Và chỗ này có sóng nó cũng hay nhá, có sóng thì nó lại cảnh rất là đẹp. Nhìn được tít dưới kia. Thế còn cái nhà này nhà gì đây? Nhà trường cũ. À, nhà trường cũ là bỏ rồi. Bây giờ là những không lên trên này giải nữa, xong rồi nó chuyển xuống dưới kia. À rồi, đi mình thử bắt mạng cho nào. Có vào rồi đấy. Đây, 4G rồi. 4G rồi. Để kiểm tra sóng thêm thế nào. Mình còn kết bạn với anh. Các bác ạ, vừa rồi là mình di chuyển từ trên kia xuống, bây giờ là đến tít dưới này rồi. Và cái bản mà mình mới đến kia, tít trên này giáp cái chỗ mây kia, là cái bản Tùng Chìn. Đây cái cầu bê tông đây rồi, bê tông dẫn ra đường to. Đây là đi lên nữa là bên qua đây nữa là đến Y Tý. Vừa video vừa rồi thì mọi người cũng đã cùng mình khám phá cái bản Tùng Chìn, khá là khó đọc, Tùng Chìn của người Dao. Bản người Dao rất là cao, ở trên đấy thì không có sóng điện thoại này. Dân cuộc sống ở đấy thì còn mọi người thấy đấy, còn rất là hoang sơ. Vẫn còn nhiều cái khó khăn. Và hy vọng vì trong lúc năm sau đi hay cuối năm nay, hy vọng thì đến một lúc nào đó mình quay lại, có thời gian mình ghé lại thì hy vọng trên đấy sẽ có sóng. Và cuộc sống mọi người ở trên đấy thì sẽ tốt hơn bây giờ. Đây các bạn, tít ở trên kia kìa. Đường đi rất là vòng vèo, rất là dốc ấy. Và bây giờ là hẹn mọi người video tiếp theo, khám phá bản khác. Bản này thì mình xin phép là kết thúc ở đây. Và mình lại tiếp tục mình đi. Đây cái cầu bê tông mình đi ra rồi.